Sao vậy Cảnh Duệ? Mau kéo người nãy lên. Đừng kéo. Cảnh Duệ à, sao vậy? Ta không sao. Không sao mà hét lên làm ta hết hồn mà. Tiêu công tử, Ngôn công tử. Cao đại nhân. Vị tiên sinh này là Nguyên Cáo à? Ta không phải là Nguyên Cáo, ta chỉ là người báo án. Đúng. Người báo án và Nguyên Cáo thì khác nhau. Cao đại nhân, bây giờ dưới chiến lôi lên được mấy bộ hài cốt? Mấy bộ hài cốt không toàn thây, chắc có khoảng 7 bộ. Dưới kia còn bao nhiêu thì không biết, nhưng qua sơ nghiệm hình như toàn là hài cốt nữ. Tô huynh, mình qua kia coi thử đi. Được. Dự tinh, đừng cử động. Phi Lưu, không sao chứ? Hả? Quá ra là miệng giếng khô, miệng giếng bị sụp, hèn gì không thấy đâu. Không biết là giếng sâu tới cỡ nào, may mà thân thủ của ta bất phàm, kịp thời bám vào thành giếng. Phải đó, mai mà kẻ rơi xuống là huynh, nếu là Tô huynh, chắc huynh ấy không thể bám vô đâu, rơi thẳng xuống đáy luôn. Cái gì may mắn người rơi xuống là ta chứ? Ta rơi xuống bên vui lắm hả? Tình tình thú tử này. Được rồi. Có bị thương không? Không sao. Người cao thủ như ta đây sao có thể bị thương dễ như vậy? Tô huynh à, khu đất này ám khí vô cùng, rất không thoải mái, hay là chúng ta mau về thôi ha? Nè Dự Tân, theo ta thấy huynh đừng đi, hay là quay về theo lối cũ đi. Cũng được, đi thôi ha. Tô huynh à, ta thấy hay là trả lại căn nhà này đi. Huynh nói rất đúng, nơi này mà muốn ở cũng phải xây lại đàng hoàng, cũng không biết là phải tốn bao nhiêu ngày nữa. Tô huynh, sống ở Tuyết Lư không lẽ không tốt sao? Ta còn phải ở kinh thành thêm một thời gian dài nữa, cứ làm phiền ở quý phủ trong lòng cảm thấy áy náy. Nè, dọn ra ngoài cũng tốt mà, dù sao cũng không xa chỗ của ta. Đối với ta mà nói, tới chỗ này thăm Tô huynh cũng tiện hơn tới Ninh Quốc phủ hầu nhiều hơn mà. Ấy, huynh sao vậy? Mất rồi, Thúy Nguyệt Giác mất rồi. Lúc nãy vẫn còn mà, sao lại mất rồi? Thứ này quan trọng lắm sao? Là di vật của tổ phụ Ngôn lão thái sư trao cho huynh ấy trước lúc lâm chung. Liệu có phải rơi xuống giếng rồi không? Cũng có thể. Đúng, mau quay lại tìm. Đúng. Phi Lưu, tìm dây thừng tới đây. Ở dưới đó không có nước, chỉ sợ sẽ có lớp bùn rất là dày đó. Không sao đâu, chỉ là một cái giếng khô, ta sẽ xuống dưới tìm lại cho huynh ngay. Thôi đi, hay là để ta xuống, dù sao áo ta cũng dơ rồi. Huynh, mắt mũi huynh sao? Dưới kia tối như vậy, huynh xuống thì thấy được cái gì? Vậy thì đa tạ Tiêu huynh nha. Giấy thừng. Cảnh Duệ, phải cẩn thận đó. Không sao. Thả xuống đi. Thả nữa đi. Thêm một chút nữa. Sắp tới đáy rồi. Tới đáy rồi. Cảnh Duệ, dưới này bùn rất nhão, không dễ tìm đâu. Hiếm khi huynh có dịp để cống hiến cho ta. Huynh tìm cho kỹ nha, từ từ tìm. Huynh cố lên nha. Dẹp huynh đi, có tin ta lên trên đó trét bùn vô mặt của huynh không? Hả?
Sao rồi? Sao vậy Cảnh Vệ? Mau kéo người nấy lên. Ê, đừng kéo, đừng kéo. Cảnh Vệ à, sao vậy? Ta không sao. Không sao mà hét lên làm ta hết hồn mà. Kéo ta lên đi. Mau kéo ta lên. Nè nè, mau lên. Yeah. Yeah. Tìm thấy chưa Cảnh Vệ? Đi. Quá tốt luôn, may mà có Huynh á. Cảnh Vệ, mau về tắm rửa đi. E là không được rồi Tô Huynh, e là chúng ta phải tới Kinh Triệu Doãn rồi. Hả? Ta vừa mới nhận được một tin, vụ án của Khánh Quốc Công, phụ hoàng đã đưa ra quyết định rồi. Hả? Nhanh vậy sao? Phụ hoàng hôm nay đã triệu Tĩnh Dương tiến cung, chỉ định cho hắn xử lý vụ án này. Mấy bữa nữa thôi nội các sẽ có kết quả. Ngồi đi. Đối với Điện Hạ mà nói, đây đúng là một chuyện tốt. Ta đang nghĩ, lúc trước đây tên Tĩnh Dương đó bị buộc tội đe dọa ta ở Chiêu Nhân Cung, nhờ Dự Dương cầu xin mới được miễn tội. Ngài nói xem, tên Tĩnh Dương này có khi nào vì chuyện đó mà... Tiêu Cảnh Diễm nếu dễ dàng bị mua chuộc như vậy, hắn đã sớm có chỗ đứng vững trong kinh rồi Điện Hạ. Điện Hạ yên tâm, tính tình của hắn ta nhất thời không thể thay đổi được đâu. Ngài nói như vậy ta yên tâm rồi. Điện Hạ, còn về vụ việc của quận chúa, ta đã nghe thấy được những tin đồn khác nhau. Hả? Tin đồn nào vậy? Ta nghe nói kẻ đứng sau chuyện này không phải hoàng hậu, càng không phải Dự Dương, mà là một người khác, chính là Mai Trường Tô. Tiêu công tử, Ngôn công tử. Cao đại nhân. Cao đại nhân. Vị tiên sinh này là Nguyên Cáo à? Ta không phải là Nguyên Cáo, ta chỉ là người báo án. Đúng. Người báo án và Nguyên Cáo thì khác nhau. Cao đại nhân, bây giờ dưới chiến lôi lên được mấy bộ hài cốt? Mấy bộ hài cốt không toàn thây, chắc có khoảng 7 bộ. Dưới kia còn bao nhiêu thì không biết, nhưng qua sơ nghiệm hình như toàn là hài cốt nữ. Hài cốt nữ? Đừng nói hay vì là thế gia công tử, ta làm chức này bao năm cũng chưa từng thấy qua vụ án lớn như vậy. Kim Lăng là đất dưới chân thiên tử, đợi nay mai tin tức loan đi, chị e cả kinh thành sẽ khiếp hãi. Nhưng tiếc là giờ ta cũng không giúp được gì. Căn nhà này ta vừa mua lại của một thương nhân, hôm nay cũng là lần đầu tới đây. Đại nhân hãy đi hỏi thương nhân thử coi căn nhà này vốn dĩ là của ai. Mấy bộ hài cốt này ở đây cũng vài năm rồi, muốn điều tra cũng không dễ dàng gì. Cao đại nhân, hắn đã báo lên trên rồi, bọn ta có thể đi được chưa? Đương nhiên. Nhưng có điều, bây giờ Tô Mộ đang tạm ở Ninh Quốc Hầu Phủ, nếu đại nhân nhớ ra có việc gì cần hỏi, có thể gọi ta tới bất cứ lúc nào. Tôi tiên sinh khách sáo rồi, thật ra nơi này đúng là quá dơ bẩn. Xin mời ba vị. Xin cáo từ. Mời. Mai Trường Tô đi khắp nơi xem nhà, xem ra là không bao lâu nữa hắn sẽ phải dọn ra khỏi phủ. Ngài có cách nào tiêu diệt hắn trước khi hắn dọn đi hay không? Chuyện này Di Thần xin cố gắng hết sức mình. Khải bẩm Điện Hạ, Hộ Bộ Thượng Thư Lâu Chi Kính cầu kiến. Ông tới đây làm gì chứ? Cho mấy vào đi. Dạ.
Xin Thái tử điện hạ hãy bảo vệ lão thần. Đã xảy ra chuyện gì mà cần bổn cung bảo vệ hả? Điện hạ chắc cũng nghe nói trong giếng khô tại Lan Viên thành Tây đào ra được mười mấy thi thể nữ. Vì chuyện này đã đồn đại khắp cả kinh thành rồi, đương nhiên bổn cung có biết. Di thần biết được vụ này là như thế nào. Đại nhân, điều tra rõ vụ Lan Viên chưa? Hồi đại nhân, thuộc hạ đã tới thương hành, lấy ra khế ước nhất ứng Lan Viên xem xét. Lan Viên này trong một năm chuyển tay hai lần, là những người không liên quan tới nhau. Thi thể trong khu vườn đó ít nhất cũng đã 7-8 năm rồi. Trong thời gian đó, nơi đó thuộc quyền sở hữu của ai? Người này tên là Trương Tấn, tạm thời thì không biết thân phận bối cảnh, chỉ biết là con buôn ở tại kinh thành sở hữu rất nhiều nhà cửa vườn tược, không có khoe khoang, nhưng mà của cải và quan hệ khó mà đoán được. 4 năm trước qua đời vì bệnh, con cháu bất hiếu, sản nghiệp từ từ mất hết, và Lan Viên này cũng bị họ đem bán cho người khác luôn. Sau đó thì sao? Thuộc hạ cho người bắt giữ tất cả nam nhân trưởng thành của nhà họ Trương, giờ họ bị nhốt hết rồi, thẩm vấn kỹ càng từng người, tạm thời chưa có tra ra gì đặc biệt. Lan Viên trước đó là của một người tên Trương Tấn, kinh doanh lĩnh vực không tốt. Điện hạ ngài cũng biết luật lệ triều đình, quan viên không tới thanh lâu, nhưng mà có một số người họ không dám đường đường chính chính bước vào đó, đều nhờ Trương Tấn âm thầm sắp xếp. Thanh lâu núp bóng nhà dân cũng không có gì to tát, sẽ thu hút nhiều người. Có điều bổn cung không hiểu tại sao lại đào ra nhiều thi thể nữ như vậy chứ? Những thi thể nữ đó đều được Trương Tấn nuôi dưỡng, so với thanh lâu bên ngoài có nhiều trò vui hơn. Ban đầu chỉ với ý định mua vui mà thôi, nhưng mà thời gian lâu dần, thỉnh thoảng do bọn thuộc hạ không biết nặng nhẹ làm chết một hai cô nương gì đó. Thi thể trong cái giếng khô đó chính là... Lâu thượng thư, tay của ông cũng đã nhuốm máu của họ phải không? Cũng có 2-3 người. Ông háo sắc cũng vừa thôi, không ngờ lại đi thích mấy cái trò này. Đã vậy còn không cẩn thận nữa, để lòi cái đuôi rồi đó. 4 năm trước Trương Tấn qua đời, Lan Viên cũng dần dần bị bỏ quan, di thần cũng đã quên chuyện đó. Chỉ có điều không ngờ ông xử lý thi thể lại qua loa như vậy, tùy tiện quăng đại xuống giếng là coi như xong. Bỏ đi, ông đừng quá lo lắng. Chuyện cũ năm xưa không có bằng chứng gì hết. Ông là đại quan nhị phẩm trong triều, ai dám làm sàng bậy đổ tội lên người ông chứ? Lâu thượng thư, ông còn có cái tẩy nào trong tay người khác không? Điện hạ, thuộc hạ đã tra hỏi rõ ràng rồi. Người này tên là Sử Quân, là tổng quản tâm phúc của Trương Tấn, chủ nhân Lan Viên. Vụ án bị bại lộ, đã có người muốn giết hắn diệt khẩu. Hắn không biết làm gì nên tới đây nhờ điện hạ bảo vệ. Muốn được bảo vệ thì phải có điều gì hữu ích mới được. Hắn nói Trương Tấn lúc còn sống đã ghi lại mọi chuyện xảy ra tại Lan Viên và một quyển sổ bí mật trước khi chết đã giao lại cho hắn. Vậy quyển sổ đó có ích với bổn vương không? Hắn không chịu giao quyển sổ đó ra, nhưng đã nói ra một cái tên. Ai? Lâu Chi Kính. Còn có quyển sổ sao? Tại sao lại có quyển sổ đó chứ? Ông đúng là quá sơ suất đó. Di thần cũng không thể ngờ Trương Tấn lại dám làm như vậy. Thi thể sau khi bị phát hiện, di thần vô cùng hoang mang, đã nghĩ tới Sử Quân đó, hắn cũng là một nhân chứng, nên cho người đi bịt miệng hắn lại. Không ngờ đã để cho hắn chạy thoát.
Tới lúc đó Di Thần mới biết chuyện này. Không ngờ còn có quyển sổ bí mật nữa. Sự quần đó hiện đã chạy đi đâu rồi? Dự Dương Phủ. Ông Lâu Chi Kính, Hồ Bộ Thượng Thư, là túi tiền của Thái tử Lâu Chi Kính. Giỏi cho một Mai Trường Tô, hắn đã tiện tay mua lại Lan Viên, nhưng đã tặng Bổn Vương một lễ vật hậu hĩnh. Người nói rất đúng. Cho loan truyền chuyện của quận chúa với danh nghĩa công lao của Mai Trường Tô quả như có hiệu quả. Việc quý phi vì chuyện này mà bị giáng làm tần, Đông Cung cũng đã mất dần sự thu hút vốn có và chuẩn bị ra tay với hắn. Nhưng không ngờ hắn chỉ tùy tiện phản công thôi, lại tát một cú trời giáng vào mặt của thái tử như vậy. Mai Trường Tu, lại là tên Mai Trường Tu. Khắp cả kinh thành nhiều vô số kể mà hắn lại mua Lan Viên đó. Hắn đang đi đàng hoàng trên đường, sau đó lại rớt xuống giếng. Rõ ràng là hắn cố ý đối đầu với Bổn Cung mà. Điện hạ bớt giận, phía chúng ta đã mất ưu thế, nhưng không phải không còn cơ hội xoay chuyển. Trong tay Dự Dương đã có sử quân, nhưng sử dụng ra sao đối với ngài ấy, đó là vấn đề khó. Sao lại nói vậy hả? Nếu Dự Dương nóng nảy trực tiếp đưa sử quân và quyển sổ đó tới Ngự Tiền, việc này trái lại sẽ đơn giản. À, Bổn Cung đã hiểu rồi. Phụ hoàng tính tình đa nghi, nếu Dự Dương càng hấp tấp muốn một chân đạp chết hắn ngay, vậy phụ hoàng chắc chắn sẽ cho rằng sự việc này không có đơn giản như vậy. Làm gì có thân Dương nhúng tay xử án, trong tay có sẵn nhân chứng vật chứng chứ. Điện hạ đem chuyện này trở thành sự tranh chấp giữa Đông Cung và Dự Dương, hoàng thượng sẽ không quan tâm tới vụ này nữa đâu. Nếu là như vậy, Lâu Thượng Thư có thể sẽ được cơ hội sống sót cũng chưa biết chừng. Vậy lỡ như Dự Dương suy nghĩ chu đáo, đưa sử quân giao tới kinh triệu Doãn Phủ thì sao? Nếu là như vậy, điện hạ, chúng ta đành phải liều một phen đối đầu trực diện. Tới lúc đó sẽ xem cao thăng của kinh triệu Doãn Phủ cuối cùng sẽ đứng về phía của ai. Đã hai ngày trôi qua rồi, vẫn không tiến triển gì hết. Hậu nhân của Trương gia thuộc hạ hỏi qua hết một lượt, họ có vẻ không biết chuyện gì hết. Người hãy nghĩ đi, đó là một nơi ở trong kinh thành này, lại có mười mấy thi thể của nữ nhi đã bị hai công tử Thế Gia Lực tung nó lên. Nghĩ đi, dù là chuyện gì cũng đủ để cho mọi người bàn tán về nó. Bây giờ vụ án này đã đồn đại khắp cả kinh thành rồi, bên trên cũng vừa triệu tập ta tới, họ ép ta phải nhanh chóng phá án. Nhưng mà ngươi hãy nhìn ngươi đi, chỉ điều tra được một chút xíu thôi, vậy thì làm sao ta báo cáo lên cấp trên đây hả? Anh đại nhân à, ngài cũng biết nếu muốn tra án cần phải có manh mối, không thể gấp được đâu. Kinh triệu Doãn Phủ đệ. Ai đến trống vậy? Để thuộc hạ ra ngoài xem. Người có biết tới phủ nhà đánh trống kêu quan, không được tùy tiện đánh trống. Người có quan tình gì hãy mau khai thật. Tiểu nhân không có quan tình. To gan! Người lấy bổn phủ ra làm trò đùa sao? Người đâu? Dạ. Không, tiểu nhân tới đây để báo án. Người báo vụ án gì? Vụ giếng khu Lan Viên. Ngôi nhà này tổng cộng là có 3 cái sân, thoáng gió, sáng sủa, thế nào hả? Nơi mà ta đặc biệt chọn cho đệ, có thấy hài lòng không?
Hả? Từ sau khi phát hiện được xác chết ở cái giếng khu, cả kinh thành ai mà không biết. Đệ đang muốn đổi chỗ ở chứ. Ta nghe nói là Dự Dương đã chọn ra rất nhiều ngôi nhà muốn tặng không cho đệ, nhưng đệ không cần. Đệ lại bỏ tiền ra mua ngôi nhà mà ta giới thiệu. Đúng là nể mặt ta quá rồi đó. Hả? Mong đại thống lĩnh của gia dế như thế nào? Ai dám không nể mặt huynh chứ? Chút danh tiếng của đệ có kinh thành, tất cả cũng nhờ huynh và Phi Lưu đã tạo ra cho đệ thôi. Phi Lưu. Nè Phi Lưu. Phi Lưu nhà đệ sao vậy hả? Tại không muốn thấy mặt của huynh đó. Tại sao vậy? Phi Lưu, ngươi thích môn đại thúc không? Không có thích. Nè, tại sao lại không thích? Phi Lưu đánh không lại. Ngươi vẫn còn trẻ mà đạt được tới mức độ này, xem như là giỏi lắm rồi. Ta nghe nói thời gian trước cậu ấy đã đánh bại được cả Hà Đông phải không? Ngươi đã tiến bộ thần tốc lắm rồi đó. Hả? Sao huynh biết được cậu ấy đánh bại Hà Đông? Chính miệng Hà Đông đã nói đó. Hà Đông ở Quyền Kính Ti huấn luyện người mới vô cùng nghiêm khắc, chuyện này ai cũng biết hết mà. Có người không chịu nổi, cô ấy nói nếu các ngươi cũng đánh bại được ta giống như Phi Lưu thì không cần luyện tập nữa. Chỉ trong vòng nửa ngày lan truyền khắp cả kinh thành. Huynh không biết hay sao hả? Phi Lưu, cẩn thận có người khiêu chiến như người đó. Tới đi. Truyền khẩu dụ thái tử. Sắc lệnh thái tử sao lại truyền tới kinh Triệu Doãn chứ? Đừng đoán nữa, ra đó nghe là sẽ biết ngay. Nghe nói kinh thành xảy ra vụ án thi thể trong giếng khô, dân tình hoang mang, thân là thái tử đương triều không thể không hỏi, nên lệnh kinh Triệu Doãn cao thăng ngày mai vào Đông Cung bẩm báo án tình lĩnh vụ. Thần cao thăng lĩnh sắc lệnh thái tử. Đại nhân, đang yên đang lành, sao tự nhiên thái tử lại hỏi tới vụ này? Vụ này không có đơn giản đâu. Có thể là liên quan tới... Hãy mau đưa sử quân vào nội thất ngay, chỉ có hai chúng ta. Mật thẩm. Rõ. Cuối cùng ngôi nhà này như thế nào? Đệ hãy nói gì đi chứ. Vừa nhìn đã biết do huynh chọn rồi. Đệ đừng tưởng là ta không biết đệ đang nói gì đó. Đệ đang chế nhạo ta có phải gì không? Đúng vậy, cảnh trí của ngôi nhà này nó có hơi tệ một chút, nhưng mà ta hiểu rõ tâm tư của đệ nhất mà. Ta đã tốn rất nhiều công sức để tìm nơi này cho đệ đó. Sao đệ không có chút cảm kích gì vậy chứ? Đệ nhiều lần đa tạ, nhưng không tính là cảm kích sao? Theo đệ thấy thì nơi này đệ cần phải tu sửa nó lại mới được. Nếu không người khác sẽ cảm thấy rất kỳ lạ. Đệ kén cá chọn canh, sao cuối cùng lại chọn một nơi như vậy? Nè, nhưng mà ở đây cũng có những ưu điểm, có thể vượt xa những nơi khác. Mong đại ca, huynh là người hiểu rõ ý của đệ nhất. Ta cũng chỉ vô tình phát hiện được thôi. Tại sao bức tường sau khu vườn này lại sát với bức tường sau của Tĩnh Dương phủ như vậy chứ? Ở giữa đó có rãnh thoát nước, không có đường đi, bốn phía cây cối bao quanh. Điều quan trọng nhất đó là cửa chính của hai nhà này lần lượt hướng ra hai đường khác nhau. Nếu như đệ không bay lên trên không, đệ không tài nào phát hiện ra, thì ra hai nhà này là cùng một khu đó. Mong đại ca, vậy làm sao huynh phát hiện được? Thì ta nhảy lên mới biết được đó. Lần này huynh đã vất vả nhiều rồi. Không sao đâu, ta cũng thường nhảy lắm mà. Ta nói cho đệ nghe, tới lúc đó đệ tìm một người trong phủ giỏi về tôn địa thuật, trực tiếp đào một mật đạo thông với Tĩnh Dương phủ. Như vậy thì cho dù Tĩnh Dương không thường xuyên gặp mặt đệ, ngày ấy cũng có thể thông qua mật đạo này hẹn hò riêng với đệ. Huynh đổi từ khác được không? Đệ muốn ta kiến nghị với bệ hạ cho Tĩnh Dương thẩm tra vụ Khánh Quốc Công. Tuy là việc đã hoàn thành, nhưng trong lòng ta cảm thấy không yên đó. Có đệ mà huynh vẫn không yên sao? Thiệt tình, bệ làm việc đương nhiên ta yên tâm rồi. Có điều ta chỉ lo cho dù có người làm sao cũng sẽ đắc tội với người khác. Chính vào vụ án là gì, không đắc tội người khác là không thể. Phải xem là vụ án này có đáng điều tra hay không. Nếu như điều tra rõ ràng vụ án này, một là sẽ có được lòng người, hai là có thể tạo dựng tiếng tăm, ba là có thể thể hiện tài năng và năng lực của người. Nếu như chỉ đứng từ phía xa,
thì không ai biết được sự tồn tại của mình. Để làm việc gì chắc chắn cũng có lý do. Nè, nói ra cũng kỳ lạ thiệt. Ta nói theo lời của đệ đã chỉ ta, nói cho bệ hạ nghe không thiếu chữ nào hết. Không ngờ người nhớ ngay tới Tĩnh Dương điện hạ. Tại sao lại như vậy chứ? Bởi vì bệ hạ không còn người nào tốt hơn nữa. Với lại, người không phải quá yêu thương Cảnh Diễm. Hả? Bởi vì không yêu thương nên người mới không để ý Cảnh Diễm điều tra vụ án này sẽ đắc tội bao nhiêu người, sẽ gặp bao nhiêu trở ngại. Bởi vì không có Cảnh Diễm trong lòng cho nên mới chọn Cảnh Diễm lo vụ này. Việc này khó làm như vậy, đợi còn muốn ngài ấy làm sao? Bước đầu tiên cần phải có ngài ấy ra mặt đã. Có điều là một khi nhúng tay vào rồi, không còn cơ hội quay lại nữa. Đại nhân. Vào đi. Đại nhân, cũng không còn sớm nữa, phu nhân mời ngài nghỉ ngơi sớm. Dạ. Cô. Hả? Cao đại nhân, Hồng Tụ Chiêu vào 13 năm trước đây được quyền cơ công chúa hoạt tộc bị diệt quốc lập nên, trước khi bà ấy lâm chung đã truyền lại cho đồ nhi bà ta là Tần Băng Nhược. Cách thức làm việc của cô nương đó tinh tế đa dạng, có phong thái của quyền cơ công chúa năm xưa. Quyền cơ công chúa xưa nay giỏi lợi dụng tranh chấp hậu cung khống chế triều thần. Tần Băng Nhược cũng giống như vậy. Thuộc hạ của thúc có điều tra ra được tới giờ có những ai bị cô ta khống chế hay không? Trước mặt có 15 người thê thiếp của triều thần là thuộc hạ của cô ta. Mạng lưới tin tức ở khắp nơi của cổ chặt chẽ và dày đặc. Hiện cung vũ đã cài đặt người của chúng ta thật an toàn vào mạng lưới của cô ta. Chỉ cần tiểu chủ nhân ra lệnh, thập tam có lòng tin có thể tiêu diệt thế lực của cổ. Không cần. Tần Băng Nhược là một con cờ rất có giá trị, ta phải giữ lại cô ta. Có nhiều tin ta thấy không tiện trực tiếp truyền tới cho Dự Dương, đều là nhờ cô chuyển lời tới. Bí mật của Thiên Thụy Sơn Trang do cô nói cho Dự Dương biết. Tần Băng Nhược thông minh lanh lợi, tinh tế tỉ mỉ. Chỉ cần chúng ta ở trong tối, cô ở ngoài sáng thì ta mới có thể khống chế được cô ấy. Sau này nếu mọi người đưa tin cho cô ấy, nội dung và thời gian cần phải cẩn thận, không được sơ suất đâu. Dạ. Thì ra cô nương là người của Dự Dương điện hạ. Hạ quan thất lễ rồi. Lời của Dự Dương điện hạ truyền tới, hạ quan đã hiểu rõ tất cả. Có điều, Cao đại nhân, ông hiểu lầm rồi. Đêm khuya ta tới đây không phải vì Dự Dương điện hạ, mà ta tới vì Cao đại nhân đó. Vì tôi à? Đại nhân vì vụ án thi thể ở Lan Viên ăn ngủ không yên, nhưng cuối cùng vẫn không có kế vẹn toàn. Tại sao không thử rút lui đứng ngoài? Có lẽ đó là một bầu trời trong xanh. Về phía Đông Cung cũng rất quan tâm vụ án này. Hạ quan làm sao rút lui được? Đại nhân đúng là người trong cuộc không nhìn rõ. Hiện giờ trong tay của đại nhân đã có sử quân, hỏi ra tên họ. Vậy thì những việc tiếp theo đó không còn khó khăn gì nữa. Chỉ là tên của một người, làm sao giao phó đây? Giao phó được không? Đại nhân suy nghĩ kỹ thì sẽ hiểu rõ thôi. Chỉ cần đại nhân giao vụ này cho Hình Bộ, tôi nghĩ dù Thái tử điện hạ muốn làm khó ông, tới lúc đó e là Thái tử cũng không làm gì được. Hả? Vượt quá quyền hạn, nhanh chóng dứt điểm, chuyển tới Hình Bộ. Cục than đang cháy trên tay, còn không mau bỏ nó đi, chẳng lẽ muốn để phỏng tay sao? Ồ. Đêm khuya trời lạnh,
Bên ngoài lại có tuyết rơi nhiều. Thập Tam Thúc, Thúc về nghỉ ngơi sớm đi. À, hiện giờ ta ở kinh thành, chúng ta vẫn còn có cơ hội gặp nhau. Tiểu chủ nhân đang ở kinh sư long tranh hổ đấu, chắc chắn sẽ ăn ngủ không yên. Cung Vũ đã mất thời gian suốt mấy tháng trời liền điều chế ra hương thơm giúp ngủ ngon. Cậu biết hôm nay tôi tới, nhờ tôi đem tới cho cậu. Hy vọng tiểu chủ nhân đừng có phụ tấm lòng của cổ. Trước khi ngủ, hãy đốt một ít, ngủ một giấc ngon. Thúc yên tâm đi, tạ ơn Cung Vũ dùng ta. À, được. Vậy Thập Tam xin phép cáo từ. Đi thông thả. Cung Vũ cô nương đúng là có lòng với tông chủ, cô ấy luôn nghĩ cho tông chủ. Thôi ngủ sớm đi. Hiếm khi Phi Lưu vui như vậy. Xem ra cậu ta có hứng thú với thành đạo đó. Điện hạ đã nhìn ra sao? Nếu cậu ta không hứng thú, Quy Mãnh không thắng nổi ba chiêu. Lỡ tay thôi, lỡ tay thôi. Các ngươi là những người đọc sách, nhìn không quen nào đao nào là kiếm, đã sợ rồi phải không? Thích Mãnh à. Ông mặt tướng đã lỗ mãn, mong tiên sinh thứ tội. Mong tiên sinh lượng thứ tôi thô lỗ, ông mà không trách tội. Ông không cần phải xin lỗi ta. Người mất mặt là tính dương của các ông, không phải là ta. Tôi mổ ngưỡng mộ điện hạ quản quân nghiêm ngặt, nhưng hôm nay gặp được là vô cùng thất vọng. Kỷ cương trong quân trời rạc như vậy, làm sao có được sự tin tưởng của hoàng thượng? Xem ra quyền nghi của điện hạ đối với thuộc hạ cũng không bằng ban chủ giang hồ như tôi mổ. Xin điện hạ trách phạt. Hôm nay tôi mổ được mở rộng tầm mắt. Cáo từ. Điện hạ, chúng mặt tướng đã biết sai, xin điện hạ bớt giận. Thích Mãnh xem thường quân quy, dĩ hạ phạm thượng, phạt 50 gậy, giáng làm bách phu trưởng. Ngươi dám hình? Dạ. Sắc lệnh Tĩnh Dương Cảnh Diễm làm chủ thẩm vụ chiếm đất Tân Châu, hình bộ đại lý tự, Đình Quý phủ tam ti hỗ trợ, tra rõ phán xét, không được thiên vị, khâm thử. Nhi thần tiếp chỉ. Thần tiếp chỉ. Tề đại nhân, Tiền đại nhân, Chu đại nhân, vụ án chiếm đất Tân Châu
Phụ hoàng vô cùng xem trọng, nay quỷ thác cho ta, bổn dương không dám lơ là, mong ba vị đại nhân hết lòng giúp đỡ. Bệ hạ ra lệnh tam ti hỗ trợ, trung thần cố gắng hết sức để hỗ trợ. Tất cả xin nghe theo lệnh của Tĩnh Dương điện hạ. Bản danh sách cần điều động người, báo cho ba vị đại nhân biết. Tĩnh Dương điện hạ điều động quan viên tam ti hỗ trợ, danh sách như sau: chủ ti hình bộ Thái Thuyên. Thần lãnh chỉ. Lang Trung, Hàn Chiến Nghĩa. Thần lãnh chỉ. Đại lý tự thừa, Trương Giám Trinh. Thần lĩnh chỉ. Ngụy Viên. Thần lĩnh chỉ. Đô quý Đình Quý Phủ, Viên Thời Anh. Thần lãnh chỉ. Chấp kim lệnh, Tần Nhạc. Thần lĩnh chỉ. Những quan viên có trong danh sách điều động ngày mai phải tới nhậm chức. Phạm nhân ở tại Bắc Kinh đều áp giải tới đại lao hình bộ, còn về nơi xét xử cũng được lập tại hình bộ. Tề đại nhân, không biết có ý kiến gì không? Tĩnh Dương điện hạ, đại đường và dãy phòng ở phía đông hiện giờ vẫn đang còn trống, có 5 phòng lớn, vật dụng sinh hoạt đầy đủ. Tĩnh Dương điện hạ, nếu có việc gì không hài lòng cứ việc căn dặn. Vất vả rồi Tề đại nhân. Tuyên hộ bộ thượng thư mới nhậm chức, thẩm truy cầu kiến. Có thể do ta và lão Ngũ đấu với nhau quá gay gắt, cho nên lần này phụ hoàng quyết định không nể mặt một bên nào hết. Theo ông, tên thẩm truy này có phải là quá may mắn hay không hả? Điện hạ đã mất lâu chi kính, dự dương cũng không thể bảo vệ được khanh quốc công, xem như là hòa nhau. Như vậy sao có thể nói là hòa nhau được chứ? Về thực lực, khánh quốc công làm sao bằng được lâu chi kính của ta. Ta thấy chuyện này lão Ngũ đã làm rất tuyệt tình, nói từ bỏ là từ bỏ ngay, không nể tình chút nào hết. Sao ta có cảm giác là chủ ý này có lẽ do chính Mai Trường Tô đề nghị. Nói thật lòng, một tên Mai Trường Tô yếu ớt sợ gió đó, sao ông lại không trừ khử hắn được vậy? Mai Trường Tô yếu ớt sợ gió, nhưng bên cạnh của hắn lại có cao thủ. Không phải chúng ta cũng có thế lực giang hồ sao? Điện hạ, Thiên Tuyền Sơn Trang và Giang Tả Minh thực sự có một sự khác biệt. Coi đó, đây là một trong những chỗ khiến cho ta phải thua lão Ngũ. Hắn có Giang Tả Minh, còn ta chỉ có Thiên Tuyền Sơn Trang thôi. Trời ơi, số cải hôm nay tươi thiệt ha. Đúng vậy, vừa mới hái sáng nay á. Người đưa cải, mau tới đi. Dạ. Tông chủ, Đồng Lộ đã tới. Đồng Lộ, thăm kiến tông chủ. Đứng dậy đi. Sau này giữa ta và Thập Tam Thúc phải nhờ ông đưa tin liên lạc rồi. Quyết không phụ lòng tông chủ và cả Thập Tam tiên sinh. Lâu Chi Kính đã vào ngục, hắn ta không thể nào thoát khỏi tội chết. Ông phải viết lá thư thông báo một tiếng để cho mẹ ông biết rõ chuyện này. Đa tạ tông chủ để trả quyết hải thâm thù cho muội muội tôi. Lâu Chi Kính được sự bảo vệ của thái tử, nếu không có kế hay của tông chủ, e là vong hồn đã chết dưới đáy giếng, khó rửa sạch được quan tình. Đúng vậy, tôi cũng thật không ngờ mới đó mà đã đánh đổ được Lâu Chi Kính. Vụ án này kéo dài quá lâu bởi vì bất lực, thời cơ chưa tới không thể hành động lộ mạng. Mong là người nhà ông đừng trách. Tông chủ quá lời rồi, cả nhà Đồng Lộ vô cùng cảm kích.